Bạn đang lục tung cả chợ, lật tung cả siêu thị nhưng không biết nơi nào bán ạt trắng tung tin, uy tín và bảo hành trọn đời. Bạn đang muốn thử vận may của mình bằng cách quay những vòng quay trúng quân quý. Vậy thì đến ngay với shop trongvip.vn, nơi mà chỉ cần 20k chúng ta sẽ có cơ hội nhận được 999 quân quý nha. Hello, xin chào mọi người nha. Xin chào các bạn nha. Chào mừng toàn thể mọi người, chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã đến với cái channel này của mình nha. Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì các bạn đã ấn vào clip nha, ấn vào channel, ấn vào cái tập ngày hôm nay xem clip ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Đây, và trong clip hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một vị tướng đi top đảm nhận vai trò Vred nha. Cầm con Vred này nè, mình đi top, mình di chuyển như thế nào, mình chơi như thế nào. Và đặc biệt nè, làm thế nào để trong một trận đấu chúng ta có thể chơi, luyện tập kỹ năng và lên trình đấy. Xem clip hôm nay đi, chắc chắn luôn, học được cái kỹ năng này là các bạn lên trình cực kỳ luôn. Cái tai của các bạn phải gọi là dạng hơn, các bạn mạnh dạng hơn khi chơi game như mình nha. Đây nè các bạn, từ từ quỷ Athos đi. Mình đứng mình cấu cấu nó thôi, Athos này nó đánh theo cái lối ôm trụ rồi. Gặp mấy cái ông ôm trụ mà các bạn đánh Vred á thì các bạn cứ đứng ngoài nè. Đấy, nó farm lính, mình đứng ngoài mình cấu cấu như vậy nè các bạn. Đó, rất là bực nha, từ từ. Đợi tới lính tiếp theo là mình cứ tiếp tục cấu cấu đó thôi. Nó ôm trụ rồi, không có nhất thiết gì băng trụ đâu nha các bạn đi. Nó tưởng mình ăn dơi nè, không biết gây mà. Đây rồi, bây giờ đã, nó cứ ôm trụ thì mình đứng bên ngoài mình cấu cấu nó nha các bạn. Nó cứ ăn lính này các bạn cứ đứng cấu cấu đi, lát hồi đỡ hết trơn máu luôn á. Này là cái trích cấu máu khi chơi Vred nha. Bị Vred là đấu sĩ thì đấu sĩ, chứ cái tầm Vred nó khá là xa đó. Đây, về nhà coi bao nhiêu máu này mình tiễn về nhà được nè. Đây, tốc biến vô để tạo sự bất ngờ. Đợi hồi chiêu 2 nha, combo là chiêu 2 chiêu 1. Đây, tốc biến chiêu 2 chiêu 1. Trời ơi, hợp lý liền, 1 là 2 liền. Trời ơi, tức hết là... Tính ra cái này là mình nói trước sẵn luôn rồi đó. Tính hết là chiến thuật ở trong đầu sẵn luôn rồi. Tốc biến chiêu 2 chiêu 1 lụm lúa liền. Điều đầu tiên, nếu muốn lên trình thì các bạn phải thật mạnh dạn khi chơi game cho mình nha. Đừng bao giờ chơi một lối chơi khép nép có một cây trụ mà ôm hoài, đánh như vậy là không thể nào lên trình được đâu. Mạnh dạn di chuyển, mạnh dạn combat cho mình đi, từ từ thì các bạn sẽ dần dần quen nha. Trường hợp này mình sẽ bỏ khu vực lên top, tại vì đây là ở giai đoạn đầu game, cây trụ top của mình còn dám rất trâu nha. Mình sẽ di chuyển lên khu vực lên rồng và cover cho đồng đội. Mình không biết là bên kia có nhìn thấy sai của mình hay chưa nữa. Tạm thời mình sẽ núp im ở trong lùm, nếu như nó đi vào thì mình sẽ đánh. Đây không biết là nhìn thấy mình không nữa. À, slip sai chiêu 2 tốc biến luôn hả? Trời ơi, gì mà căng như vậy bạn. Có làm cái gì đâu. Đây, tiếp tục núp trong đời nha, từ từ. Ẩn sai đi, từ từ, đừng ra. Trời ơi, anh em bứt dây động rừng quá. Chờ nó lên cái tầm, tới cái tầm chiêu cuối nè. Rồi, lập ra, vô. Rồi, ngon lành anh em ơi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tấn công vào khu vực rừng đối phương nha. Đó, các bạn thấy không? Chơi một trận đấu các bạn phải mạnh dạn vô, cướp bóc vô, cơm bát vô, di chuyển thiệt là nhiều vô nha. Đánh như vậy thì từ từ dần dần qua từng trận thì các bạn mới lên trình được nha. Áp dụng quy tắc ép trụ số 2, kỹ thuật kẹp, team của chúng ta đang chặn ở đầu trên thì chúng ta phải chặn ở đầu dưới để cho đối phương không còn đường để chạy. Mục tiêu mà chúng ta ưu tiên đề xuất tất nhiên là chủ lực bên kia rồi, Slim. Thành công, chúc các bạn tập luyện hiệu quả. Rồi, giọt trụ nó bắn mình. À, còn Alice. Mình nhớ hình như là có Slim với Alice mà sao mỗi Slim vậy? Alice đâu? Ông lầm đúng không? À, đây biết ngay mà. Ông này đi đâu đây? Tưởng đâu là mình quên bạn ấy rồi hay sao á. Mình nhớ rõ ràng hai con đi lên rồng mà tại sao có mỗi Slim về còn Alice nó kẹt ở bên này mấy bạn. Đây, từ từ nha. Đây, chơi luôn tu lên. Mình đâu có sợ bạn đâu. Về nhà. À, đây. Không chết ta. Mình yếu quá mấy bạn ơi. À, nó biết. Mẹ biết hay gì rồi. Không được rồi, khó ăn quá. Hình như ở rừng trên hay sao ấy mà nó có team bảo kê rồi. Dụ Alice rồi đây mình đánh ra. Đấy, cứ việc vô rực người ta mạnh dạn mạnh bạo vô. Trời ơi, chơi mà mình cứ khép nép, mình cứ tối ngày có con cây trụ mình ôm hoài, mình đánh một cái lối chơi mà gọi là ôm trụ để chờ đồng đội nó xanh lên nó gánh mình. Đừng bao giờ chơi như vậy nha. Các bạn mà chơi cái lối chơi như vậy là mãi mãi không bao giờ chúng ta có thể lên tay được mà chúng ta có thể gọi là tự lực cánh sinh được nha các bạn ơi. Vì thế hãy nhớ, chơi là mạnh dạn mạnh bạo nè, như mình nè, thấy băng trụ rồi gì lùa nó, thấy không, nó chạy như mấy thằng dịch các bạn, thấy lùa dịch đó nha các bạn, chứ đừng bao giờ chơi mà khép nép khép đép nha. Nè, rừng người ta vô nè, cướp bóc hết trơn luôn. Đấy, mình nói các bạn rồi, cướp rừng mà giờ chủ nhà vô thì sao? Chủ nhà vô mình đè, mình đập chủ nhà luôn đó. Bây giờ dân chơi là phải như vậy nha. Này, Alice chơi bạn luôn. Đây bạn ơi, về nhà ngủ này.
về nhà rồi. Bảy xác các bạn ơi. Ngon là thấy không? Hổ báo mạnh dạn vô cho mình nha. Như vậy thì chắc chắn luôn các bạn mà chơi cái lối chơi này nha, chắc chắn không cam đoan các bạn là trên dưới một tuần thôi là các bạn sẽ lên tay, các bạn lên trình các bạn chơi ngay, chắc chắn luôn á. Đây và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đến với cái tình huống tiếp theo ha. Theo mình dự đoán thì sắp sửa sẽ có một pha cơ bắp bỗng nổ ra khá to giữa hai team tại khu vực ở góc độ này nha. Và trong trường hợp này chúng ta có nên cơ bắp hay không, và nếu như cơ bắp thì chúng ta sẽ ưu tiên những ai? Cùng nhau quan sát diễn biến tình huống từ từ. Mình nhìn thấy minimap là Tulen đang ở góc độ trên nha. Nếu như combat thì chắc chắn sẽ là một tình huống combat 5v4 nha. Mặt lợi thế số lượng người đang nghiêng về phe của chúng ta. Mục tiêu mà chúng ta ưu tiên tất nhiên phải là chủ lực team bên kia là Slim nha. Trường hợp này nè, combat thì combat nhưng đừng xài chiêu cuối nha. Wow, mình thấy được Slim rồi nè. Đã đến lúc sử dụng chiêu cuối rồi, lao thẳng vào Slim cho mình. Thành công 1-4. Trời ơi, hợp lý liền các bạn ơi. Một cái pha phải gọi là highlight luôn á. Ủa lộn gì? Một like thôi chứ lộn. Không có highlight nha. Trời ơi, hôm trước có một bạn kia bình luận nha, mình nhớ rõ luôn. Bạn kia đi xuống clip của mình bình luận đó, nói anh ơi anh, coi clip của anh hay quá trời hay luôn, anh có rất là nhiều pha highlight luôn, bởi vậy là em cho anh 2 nút like. Trời ơi, cho 2 nút like, tưởng đâu là mình được 2 cái nút like các bạn. Ai về cho 2 nút like là mẻ ấn vô cái nút like 2 lần á. Ấn lần đầu là like, lần sau là hủy rồi, là coi như không ấn rồi, toàn vụ mình không. Ê, từ từ mấy anh ơi, đợi đang nói chuyện. Từ từ mấy anh tới, mình ngồi xuống mình ăn miếng nước, mình uống miếng bánh. Thấy ngợi luôn rồi, ba cái con mắm này nó buông cho nó đập mình. Trời, cái này mình chia sẻ thiệt nha, mình nói thiệt đàng hoàng chứ không phải là mình khoe hay mình nổ cái gì hết trơn á. Ba cái này mình khoe rồi mình nổ mình được cái gì? Mình khoe mình nổ mình có mập thêm được, mình có tăng thêm được ký nào đâu các bạn. Này mình chia sẻ thiệt, mình nói thiệt luôn. Nhầm bạn nha, nhắn tin qua cái số điện thoại Zalo kèo thuê của mình nè, và các bạn bình luận bên dưới nói mình như thế này nè. Trời, định vô game chơi trận rồi mà phải vô coi clip cái ông này hả? Coi xong clip ông này, cái là vô game là y như rằng là có hứng quẩy luôn hả? Chuẩn bị vô game chơi là phải bật clip ông này coi cái đi rồi hả? Vô game là chắc chắn các bạn có hứng, các bạn chơi rất là nhiều. Thiệt luôn á, người ta bình luận nói, mấy bạn ấy bình luận bên dưới nói mình vậy, các bạn mình nói thiệt rồi. Đọc được mình rất là vui luôn á. Thật sự luôn, cảm kích vô cùng, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì các bạn đã xem hết clip ủng hộ mình nha. Rất là cảm ơn luôn, trời ơi, vui khủng khiếp luôn các bạn ơi. Và đó là những cái nguồn động lực rất là lớn luôn để mình làm cái thêm này, mình chơi những cái trận đấu thiệt là hay, hãy mình phục vụ cho tất cả các bạn nha. Và một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì hồi đại tới giờ các bạn đã xem clip ủng hộ mình nha. Đập nhà chính quyền rồi. Đây, và mình chúc các bạn nè có một ngày tốt lành, và sau khi xem xong clip của mình các bạn sẽ leo ra thành công, hiệu quả cũng như là dễ dàng hơn nha. Và nếu như các bạn thấy clip hay, đừng quên ủng hộ cho clip của mình 1 nút like với nha các bạn ơi, vì nó là miễn phí đó. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video ngày mai. Ok, bye bye. Vỗ tay ngay.